Brewer Blackbird. Đây là một trong những con chim hung hăng nhất được tìm thấy ở phía tây của Bắc Mỹ. Nhưng chúng sẽ di chuyển đến đông nam Hoa Kỳ và cả Mexico. Chim trống trưởng thành có bộ lông màu đen với ánh kim màu tía trên đầu và cổ. Ngoài ra ở đôi cánh và cơ thể còn có thêm ánh màu xanh lục. Mỏ sắc nhọn và chân đều có màu đen. Chỉ riêng đôi mắt có màu sắc nổi bật nhất với vòng mắt màu vàng. Chim mái có bộ lông màu nâu hoặc nâu xám nhưng vẫn có màu sắc ánh kim giống chim trống. Mắt có màu nâu đậm. Các chim chưa trưởng thành có vẻ bề ngoài tương tự như chim mái nhưng nhạt màu hơn và thiếu cả độ bóng của lông. Đây là loài chim có kích cỡ trung bình với chiều dài cơ thể từ 20 đến 25cm, sải cánh khoảng 37cm và cân nặng dao động từ 47 đến 67g. Môi trường sinh sống chủ yếu ở các khu đất nông nghiệp, cánh đồng, kể cả khu dân cư và đô thị. Khi kiếm ăn, chúng thường tụ tập trong những đàn hỗn hợp lớn cùng với các loài chim khác trên mặt đất. Nhưng nó cũng có thể săn mồi dưới nước bằng cách lội xuống nước hoặc thả cho cơ thể lơ lửng trên mặt nước. Thức ăn chủ yếu là côn trùng, những loài sâu bệnh có hại cho nông nghiệp, động vật không sinh sống, loài chân đốt và cả loài giáp xác. Đôi khi chúng cũng ăn cả các hạt ngũ cốc và quả mọng. Khi sinh sản, những con chim rua trở nên vô cùng hung hăng. Nếu chúng làm tổ ở khu vực có đông người qua lại, nó sẽ chủ động tấn công bất kỳ người nào vô tình đi qua vùng lãnh thổ. Nó dùng chân và mỏ mổ vào đầu con người cho đến khi họ di chuyển ra xa mới thôi. Sinh sản. Tổ thường được làm trên mặt đất, trong lùm bụi hoặc trên các cây có độ cao khoảng 9 mét. Tổ có dạng hình cốc, được chim mẹ lót bằng cánh cây nhỏ bên ngoài. Phía bên trong được lót bằng các sợi cỏ mềm trộn lẫn với bùn, tạo nên một cái tổ vô cùng chắc chắn. Chim mẹ đẻ từ 3 đến 7 quả trứng màu xám hoặc xanh nhạt, kèm theo các đốm màu nâu. Thời gian ấp khoảng từ 12 đến 14 ngày. Trong khi chim bố có nhiệm vụ canh gác và bảo vệ tổ khỏi những kẻ thù, sau khi nở, các chim non sẽ rời tổ khoảng 14 ngày. Loài chim này có tuổi thọ trung bình khoảng 11 năm. Rắn nịt tất thường, đây là loài rắn bản địa của Bắc Mỹ và được tìm thấy khắp nơi trên lục địa. Chúng thường xuất hiện theo bầy đàn lớn với số lượng thành viên lên đến vài chục nghìn, tạo cảm giác rùng rợn cho những ai lần đầu bắt gặp. Chiều dài trung bình của loài rắn này khoảng 55cm và chiều dài tối đa khoảng 137cm, trọng lượng cơ thể trung bình khoảng 150g. Thông thường, chúng có màu sọc chạy dọc theo cơ thể với nhiều gam màu khác nhau bao gồm xanh lá, xanh dương, vàng, đỏ, cam, còn có cả nâu và đen. Nọc độc của loài rắn nịt tất khá độc với các loài động vật nhỏ như loài lưỡng cư, loài gặm nhấm như chuột. Còn đối với con người, vết cắn của chúng không gây nguy hiểm, mặc dù có thể gây ngứa nhẹ, rát và có thể sưng. Môi trường sống của rắn nịt tất khá phổ biến, từ các khu rừng rụng lá, đồng ruộng, thảo nguyên cho đến ven các con suối, đầm lầy, đồng cỏ và những khu vực khác gần nguồn nước. Thức ăn của chúng chủ yếu là loài lưỡng cư, giun đất, cá, chim và các loài gặm nhấm. Chúng săn mồi khá hiệu quả với các loài di chuyển trong nước như cá hoặc nòng nọc. Vào đầu mùa xuân,
khi những con rắn sắp thức dậy sau giấc ngủ đông dài, trong những hang động dưới lòng đất. Những hang động này được hình thành bởi tầng đá vôi bị xói mòn. Lúc này, có đến hàng chục nghìn con rắn nhiệt tất trượt ra khỏi hang và bò tràn lan trên mặt đất, tạo thành một lớp hỗn độn toàn rắn là rắn. Sau giấc ngủ đông dài, rắn đực thường sẽ là kẻ tiên phong bò lên mặt đất trước. Chúng ở đây và kiên nhẫn chờ đợi rắn cái xuất hiện. Ngay sau khi rắn cái bò ra khỏi hang, nó bắt đầu tiết ra pheromone thu hút rắn đực. Nhanh như chớp, hàng tá con rắn đực bò ngay tới để được giao phối. Cảnh tượng này thường sẽ tạo thành những khối rắn dài nhung nhúc. Người ta ước tính mỗi hang có đến 35.000 con rắn. Tuy chúng rất nhiều, nhưng một thảm họa về thời tiết khắc nghiệt đã xảy ra vào năm 1999, đã giết đi hàng chục ngàn con rắn trước khi chúng quay về hang để ngủ đông. Và trên đường di trú trở về nơi ngủ đông mỗi năm 2 lần, chúng phải băng qua những con đường. Nơi đây khiến chúng bị nghiền nát dưới bánh xe ô tô, làm cho số lượng loài rắn này giảm đi đáng kể. Gấu là loài thú lớn, với các chân khá chắc khỏe, mõm dài, tai tròn và nhỏ, lông lá bờm sờm, bàn chân có móng vuốt, còn đuôi thì ngắn. Hiện nay trên thế giới còn khoảng 8 loài gấu còn tồn tại. Chúng sinh sống khá phổ biến, rộng rãi. Chúng xuất hiện trong nhiều môi trường sống khác nhau, từ Bắc Bán Cầu cho đến một phần ở Nam Cực. Trong khi gấu Bắc Cực là loài chủ yếu ăn thịt, gấu trúc thì chủ yếu ăn tre. 6 loài còn lại đều là loài ăn tạp với nhiều chế độ ăn khác nhau, từ rễ, lá, côn trùng như kiến và mối, thịt tươi, cá, đặc biệt là cá hồi đối với gấu Bắc Cực. Một con gấu có thể ăn hết 41kg thức ăn và tăng 2-3kg chất béo mỗi ngày trước khi nó đi vào hang. Ngoài ra, chúng còn ăn bất kỳ thức ăn nào chúng có thể ăn được và sẵn có theo mùa. Các loài gấu thì rất thích mật ong. Nó dùng lưỡi liếm cả mật và ong rồi nhai ngấu nghiến ngon lành. Bộ lông dày giúp chúng thoát khỏi nọc độc của bầy ong. Ở Việt Nam có 2 loài gấu chó và gấu ngựa. Gấu chó là con vật ăn đêm và thích nghỉ ngơi vào ban ngày trên các cành cây to ở độ cao từ 2-7m. Thức ăn của gấu chó dao động rất rộng và bao gồm các động vật có xương sống nhỏ như thằn lằn, chim hay các loài động vật có vú khác, cũng như hoa quả, trứng, mối, ngọn non cây dừa, mật ong, quả mọng, chồi cây, côn trùng, rễ cây, quả của ca cao hay dừa. Hàm răng đầy sức mạnh của chúng có thể phá vỡ những quả dừa. Phần lớn thức ăn của gấu chó là nhờ vào khứu giác của chúng vì mắt của chúng rất kém. Vì gấu chó không ngủ đông nên chúng có thể sinh đẻ quanh năm. Chúng thông thường đẻ 2 con với trọng lượng khi sinh khoảng 280-340g mỗi con. Chu kỳ mang thai khoảng 96 ngày, nhưng chúng cho con bú khoảng 18 tháng. Gấu đạt đến độ tuổi trưởng thành sau khoảng 3-4 năm và chúng sống đến 28 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Còn gấu ngựa có chiều dài cơ thể từ 1,3-1,9m. Con đực cân nặng khoảng 110-150kg
và con cái là khoảng 65 đến 90kg. Tuổi thọ khoảng 25 năm. Gấu ngựa là loài ăn tạp. Chúng ăn các loại thức ăn như hoa quả, quả mọng, cỏ, hạt, quả hạnh, động vật thân mềm, mật ong và thịt, cá, chim, động vật gặm nhấm cũng như các động vật có vú nhỏ hay xác súc vật. Gấu ngựa được cho là loài khá hung hăng và có thể tấn công giết chết con người nếu làm nó giật mình. Nói chung, dòng họ nhà gấu thường là loài sống đơn độc, ngoại trừ các con non chưa trưởng thành thì phải phụ thuộc và đi kiếm ăn cùng với gấu mẹ. Chúng đánh dấu lãnh thổ bằng cách cọ sát cơ thể vào cây cối hoặc các vật thể khác, hoặc dùng móng vuốt cào xước vỏ cây. Chúng có thể là loài kiếm ăn ban ngày, cũng có thể vào ban đêm. Khứu giác của chúng vô cùng tốt. Tuy chúng có thân hình khá nặng nề, thế nhưng việc chạy bộ đối với chúng là vô cùng giỏi. Chúng còn có khả năng leo núi và bơi lội cũng rất tốt. Loài gấu sử dụng các hang để làm nơi trú ẩn. Hầu hết các loài gấu đều ngủ sâu vào mùa đông, thời gian có thể lên đến 100 ngày. Trong quá trình ngủ, nhịp tim của chúng giảm từ 55 xuống 9 nhịp mỗi phút. Trong suốt quá trình ngủ đông, thông thường chúng sẽ không thức dậy và tất nhiên sẽ không có việc ăn uống hay bài tiết. Mọi việc sẽ hoạt động lại bình thường khi chúng thức dậy vào mùa xuân. Trọng lượng và kích thước của từng loài gấu cũng khác nhau. Gấu Bắc Cực có trọng lượng lên đến 730kg, chiều dài khoảng từ 150cm đến 244cm. Còn loài gấu nhỏ nhất ở châu Á thì cân nặng chỉ khoảng 68kg. Sinh sản, việc mang thai kéo dài từ 6 đến 9 tháng. Số lượng gấu con được sinh ra lên đến 4 cá thể. Riêng gấu trúc có thể sinh sản cùng một lúc 2 gấu con, nhưng nó chỉ có thể cho một con bú, còn một con còn lại thì để cho chết. Khoảng 2 đến 3 tháng tuổi, gấu con có thể theo mẹ ra khỏi hang. Sẽ phụ thuộc nhiều vào gấu mẹ cho đến khi trưởng thành. Tuổi thọ trung bình của loài gấu là khoảng 25 năm, nhưng còn tùy theo từng loài. Gấu là loài động vật ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn, vì thế chúng không có nhiều kẻ thù sinh học. Mối đe dọa chính của loài gấu là con người, nhưng chỉ với con người có vũ khí trong tay.